Việt Nam mùa xuân năm 1945, cùng với các nước Đông Dương, phong trào cách mạng ở nước ta đã bùng nổ vô cùng mạnh mẽ. Sự kiện Nhật đảo chính Pháp vào ngày 9 tháng 3 năm 1945 đã mở đường cho dân tộc ba nước Việt Nam, Campuchia và Lào trở lại nắm quyền lực. Thế nhưng, lịch sử đâu chỉ đơn giản những gì được kể. Phong trào cách mạng tại Đông Dương đã bị phân hóa một cách nghiêm trọng ngay từ khi nó vừa mới bắt đầu. Nhân dân cả ba nước chia làm hai phe, trong đó một phe với lập trường cho rằng cần đi theo phong trào cộng sản quốc tế, ủng hộ một làn gió chính trị mới mẻ để giành độc lập, thì những người còn lại lại chẳng mảy may quan tâm đến cộng sản. Thứ họ muốn là dựng lại chính quyền cũ mà người đứng đầu là hậu duệ của những vua chúa phong kiến xưa. Nếu Campuchia có hoàng thân Norom Sihanouk, Lào có Sisavang Vong, thì Việt Nam có Bảo Đại. Chính sự phân hóa này đã dẫn đến quyền lực tại cả nước Đông Dương thời buổi đầu bị chia rẽ nghiêm trọng, và cũng chính nó đã mở đường cho các nước đế quốc can thiệp, châm thêm dầu vào lửa, gây ra vô số cuộc chiến tranh mới tại khu vực. Tại Việt Nam, hậu quả từ việc phân hóa này chính là sự kiện đất nước bị chia cắt thành hai miền với một đường thẳng mang tên Vĩ Tuyến 17. Tại miền Bắc, trong khi những người cộng sản lập nên một chế độ mới mang tên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, thì tại miền Nam, chế độ của Bảo Đại, cựu Hoàng Triều Nguyễn đã nhiều lần thay tên đổi họ. Đầu tiên là Đế quốc Việt Nam, thành lập sau khi Nhật đảo chính Pháp vào năm 1945. Quốc gia Việt Nam thành lập sau khi Pháp trở lại Đông Dương. Việt Nam Cộng Hòa thành lập vào năm 1954 sau khi Ngô Đình Diệm, một quan viên dưới quyền Bảo Đại, đảo chính ông và lập nên. Có thể thấy rằng triều đại do Bảo Đại dựng nên không thực sự đứng vững. Nó đã nhiều lần sụp đổ và chỉ được dựng lên trở lại mỗi khi có một nước đế quốc đến xâm lược Việt Nam. Riêng Bảo Đại, người đứng đầu những nhà nước bù nhìn tại miền Nam, cũng không lấy gì là yêu nước. Ông nổi tiếng là người ăn chơi xa xỉ, đã từng bị Việt Minh kết tội phản quốc do hợp tác với Liên Hiệp Pháp khi Pháp trở lại Đông Dương. Chế độ do Bảo Đại lập nên và nó cũng chóng tàn khi các nước đế quốc rời khỏi Việt Nam. Thế nhưng, đến thời Việt Nam Cộng Hòa lại là một câu chuyện khác. Thành lập sau khi Bảo Đại bị phế truất và quân Pháp rút quân vào năm 1954, người kế thừa là Ngô Đình Diệm đã thực sự xây dựng được uy tín và tiếng nói của riêng mình với người dân miền Nam, dựng nên một chế độ có khả năng đứng vững trước những đợt tấn công như lũ quét của quân đội Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Giai đoạn năm 1945 đến năm 1960, nếu ở miền Bắc có Hồ Chí Minh, người có sức hút vô cùng lớn về mặt chính trị, thì tại miền Nam người ta cũng nhắc đến tên Ngô Đình Diệm, người mới đã từng thành công thuyết phục được nhiều lãnh đạo Việt Minh rời bỏ Hồ Chí Minh để đi theo mình. Nhân vật này có một cá tính rất mạnh và độc đoán. Ông chẳng ưa gì Pháp, Mỹ và cũng chẳng ưa gì Cộng sản. Thứ duy nhất ông ta muốn là không một ai khác ngoài mình sẽ là người đứng đầu tại miền Nam. Diệm cũng đã từng có một cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Hồ Chí Minh vào năm 1946. Khi đó, người đứng đầu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa còn ngỏ ý mời Ngô Đình Diệm giữ chức Thủ tướng vì tin rằng ông có tài lãnh đạo. Thế nhưng, vốn là quan viên dưới thời Triều Nguyễn, là người bài cộng nên Diệm đã từ chối lời đề nghị này. Để rồi năm 1954, một cuộc chiến tranh mới đã nổ ra. Pháp rút đi, nhưng chế độ bù nhìn dưới tay Diệm đã không sụp đổ nhanh chóng. Sự tồn tại gần 10 năm của nó đã mở đường cho quân đội Mỹ can thiệp vào miền Nam vào năm 1965, gây ra cuộc chiến tranh Việt Nam thảm khốc nhất lịch sử thế giới. Vậy rốt cuộc Diệm là người như thế nào? Xuất thân của ông ra sao mà có thể từng bước hạ bệ được Bảo Đại và nắm toàn bộ quyền lực tại miền Nam Việt Nam trong một thời gian dài như vậy? Thậm chí còn dựng lên một chế độ Việt Nam Cộng Hòa đối đầu được với Việt Nam Cộng Sản tại miền Bắc. Để làm rõ vấn đề này, trước tiên chúng ta cần nhìn lại xuất thân của nhân vật một thời là mưa làm gió tại miền Nam. Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại làng Đại Phong Lộc, nay thuộc xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Ông là người con thứ tư trong gia đình 9 anh chị em. Ông đầu là Ngô Đình Khôi, chị Ngô Đình Thị Giao, Ngô Đình Thục cùng 5 người em là Ngô Đình Thị Hiệp, Ngô Đình Thị Hoàng, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Luyện. Gia đình họ Ngô vốn có truyền thống theo đạo Công giáo lâu đời ở tại Việt Nam. Vào thế kỷ thứ 17, các nhà truyền giáo Bồ Đào Nha đã cải đạo cho dòng họ ông, và khi ông sinh ra đã được đặt tên thánh là Gioan Bautista. Cha ông Diệm là Ngô Đình Khả và mẹ ông là Phạm Thị Thân. Ngô Đình Khả từng làm võ quan từ triều Đồng Khánh theo Nguyễn Thần, một người hợp tác với chính phủ Liên bang Đông Dương thuộc Pháp, đàn áp các phong trào chống Pháp như nhóm Văn Thân của ngự sử Phan Đình Phùng ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Ông Khả
từng làm tới thượng thư triều đình nhà Nguyễn, kiêm phụ đạo đại thần và cũng là cố vấn của vua Thành Thái. Chính vì có bố làm quan nên ngay từ nhỏ Diệm đã được hưởng một nền giáo dục tốt nhất, cũng như đã tiếp xúc với chính trị từ rất sớm. Và những tư tưởng chính trị hay tình cảm đối với những tín đồ công giáo của ông một phần cũng được bồi dưỡng từ chính cha mình. Lúc thiếu thời, cha của ông Ngô Đình Diệm, tức Ngô Đình Khả, theo nho học. Sau đó ông vào chủng viện học chương trình Pháp, rồi được gửi sang trường nhà dòng ở Penang, Malaysia để làm tu sinh. Nhưng sau đó ông bỏ và làm quan trong triều nhà Nguyễn. Năm 1905, ông thăng chức tổng quan cấm thánh. Là người mộ đạo công giáo, Ngô Đình Khả dẫn gia đình ông đi lễ mỗi buổi sáng. Năm 1907, thế chính quyền bảo hộ Pháp phế bỏ và đẩy vua Thành Thái sang Phi Châu. Ông Ngô Đình Khả xin từ quan về quê làm ruộng để tỏ sự bất mãn. Có thuyết khác cho rằng vì ông Khả không chịu ký vào đơn yêu cầu Thành Thái thoái vị nên bị chính quyền bảo hộ Pháp cách chức. Dù đã từ quan nhưng ông Ngô Đình Khả vẫn đủ sức để chu cấp cho các con ông ăn học. Lúc nhỏ, Ngô Đình Diệm ngoài giúp cha làm ruộng còn cùng người anh Ngô Đình Thục và học ở trường dòng Pelerin, Huế. Cảm thấy cuộc sống ở trường dòng quá khắt khe, ông đã bỏ học tại trường dòng. Tính cách độc lập quá mức của Ngô Đình Diệm không thích hợp với các khuôn phép trong nhà thờ. Nhưng dù vậy thì từ lúc còn nhỏ, ông đã được quan đại thần Nguyễn Hữu Bài, bây giờ là phụ chính trong triều, dạy dỗ và coi như con đẻ do có mối quan hệ gần gũi vì người anh cả của Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Khôi kết hôn với con gái của Nguyễn Hữu Bài. Năm 1913, lúc 12 tuổi, Ngô Đình Diệm thi vào trường Collège Quốc học, học chương trình tổng hợp bằng tiếng Việt và tiếng Pháp. Trưởng giáo, tức hiệu trưởng trường là Ngô Đình Khả, cha ông. Tốt nghiệp trung học với thành tích học tập xuất sắc ở trường Collège Quốc học, Ngô Đình Diệm được trao học bổng đi học ở Paris, nhưng ông đã từ chối. Năm 1918, ông nhập học trường Hậu Bổ, trường hành chính công và luật ở Hà Nội, một trường danh tiếng của Pháp đào tạo công chức người Việt. Trong lúc học ở trường Hậu Bổ, Ngô Đình Diệm yêu con gái của thầy dạy học và đây là mối tình duy nhất trong cuộc đời ông. Sau khi người con gái đó quyết định vào nữ tu viện, Ngô Đình Diệm sống độc thân suốt phần đời còn lại. Năm 1921, Ngô Đình Diệm tốt nghiệp trường Hậu Bổ. Gia cảnh và giáo dục, đặc biệt là công giáo và nho giáo đã có ảnh hưởng đến cuộc đời và sự nghiệp của Ngô Đình Diệm sau này, tác động lên suy nghĩ của ông về chính trị, xã hội và lịch sử. Ngô Đình Diệm tỏ ra mộ đạo Thiên Chúa giáo trong tất cả mọi việc, từ việc hành lễ thành kính cho đến thói quen trích dẫn kinh thánh và phát biểu của mình. Ngô Đình Diệm cũng quyết định ngày sinh nhật Khổng Tử là ngày lễ quốc gia và thích khoe khoang kiến thức của mình về văn thơ cổ điển Trung Quốc. Tuy nhiên, việc là tín đồ công giáo và là một nhà nho không có nghĩa là Ngô Đình Diệm bỏ quên tinh thần dân tộc. Ông cũng là người chống thực dân Pháp một cách quyết liệt, điều mà chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định rằng ông Diệm là người Việt Nam. Là người Việt Nam, ai cũng có lòng yêu nước, và ông ấy yêu nước theo cách của ông ấy. Sau khi tốt nghiệp trường Hậu Bổ với vị trí đứng nhất lớp vào năm 1921, Ngô Đình Diệm nối bước anh cả Ngô Đình Khôi, lúc này đang làm việc trong bộ binh triều đình Huế, và quan trưởng. Bắt đầu bằng chức quan thấp nhất, Ngô Đình Diệm từng bước được thăng chức. Nơi làm việc đầu tiên của ông là Thư viện Hoàng gia ở Huế. Cũng trong năm 1921, ông được bổ nhiệm làm tri huyện Hương Trà, Thừa Thiên Huế. Năm 1923, ông được bổ nhiệm làm tri huyện Hương Thủy, Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên. Năm 1926, Ngô Đình Diệm làm tri phủ Hải Lăng, Quảng Trị, sau đó làm quản đạo phủ Linh Thuận. Trong suốt thời gian làm quan, Ngô Đình Diệm có tiếng là người mẫn cán, công chính, vừa là người theo công giáo và là người theo chủ nghĩa dân tộc. Sự thăng tiến nhanh chóng của Ngô Đình Diệm một phần nhờ vào mối quan hệ thân thiết với Thượng Thư Bộ Lại Nguyễn Hữu Bài. Nguyễn Hữu Bài cũng là một người công giáo ủng hộ việc bản địa hóa nhà thờ Việt Nam và tăng quyền lực hành chính cho chế độ quân chủ. Nguyễn Hữu Bài được người Pháp đánh giá cao và trở thành người bảo trợ cho Ngô Đình Diệm do mối quan hệ chặt chẽ về gia đình cũng như tôn giáo với Diệm. Năm 1929, Ngô Đình Diệm được bổ nhiệm tỉnh trưởng tỉnh Bình Thuận. Vào các năm 1930 và 1931, Ngô Đình Diệm đã giúp người Pháp đàn áp cuộc nổi dậy Xô Viết Nghệ Tĩnh của nông dân do những người cộng sản tổ chức. Theo tờ Phồn, Ngô Đình Diệm vùi dập cách mạng vì ông không ủng hộ cách mạng. Ông cho rằng cách mạng không thể quét sạch người Pháp nhưng có thể sẽ đe dọa nền cai trị của triều đình Huế. Như vậy có thể thấy hai hệ tư tưởng đã phát sinh sự khác biệt từ lúc này. Trong khi những người cộng sản muốn toàn dân tộc thực hiện một cuộc cách mạng khởi nghĩa để lật đổ Pháp, thì những người xuất thân từ quan quyền như Ngô Đình Diệm lại muốn giành quyền lực bằng xuất phát điểm trong triều đình Huế. Thế nhưng
Một sự thật phũ phàng sau đó đã khiến Diệm nhận ra sai lầm của mình. Ngày 8 tháng 4 năm 1933, Bảo Đại đã ban hành một đạo dụ cải tổ nội các, quyết định tự mình chấp chính và sắc phong thêm 5 thượng thư mới xuất thân từ giới học giả và hành chính là Phạm Quỳnh, Thái Văn Toàn, Hồ Đắc Khải, Ngô Đình Diệm và Bùi Bằng Đoàn, nhằm thay thế các thượng thư già yếu hoặc kém năng lực như Nguyễn Hữu Bài, Tôn Thất Đàn, Phạm Liệu, Võ Liêm, Vương Tứ Đại. Ngô Đình Diệm nhận lời Bảo Đại làm thượng thư bộ lại, tương đương Bộ Nội vụ ngày nay. Theo vận động hành lang của Nguyễn Hữu Bài, ông là vị thượng thư trẻ tuổi nhất trong triều đình nhà Nguyễn lúc bấy giờ. Tưởng rằng quyền lực và tiếng của mình sắp có thể xoay chuyển cả thiên hạ, nhưng không, mọi chuyện đã rất khác. Thời gian này, do Diệm được bầu làm tổng thư ký, đứng đầu ủy ban cải cách hành chính, với tinh thần hăm hở, ông đề xướng hai điểm cần tu chính với chính quyền bảo hộ Pháp. Một là thống nhất Trung và Bắc Kỳ theo hòa ước Giáp Thân năm 1884. Hai là cho Viện Nhân dân đại biểu Trung Kỳ được quyền tự do thảo luận các vấn đề kể cả chính trị. Việc thống nhất chủ yếu để buộc chính quyền bảo hộ Pháp bãi bỏ khâm sứ Trung Kỳ và thống sứ Bắc Kỳ và thu về thành một viện tổng chú sứ ở Huế. Việc thứ hai là để ông thực hiện chương trình canh tân lối cai trị cũ. Những chính sách mới này nếu được thi hành tất nhiên sẽ mang lại danh tiếng cho triều đình nhà Nguyễn. Nhưng cũng do vậy mà các đề xướng không được chấp nhận. Diệm từ chức thượng thư bộ lại ngày 12 tháng 7 năm 1933, chỉ sau 3 tháng nhậm chức. Ngô Đình Diệm lên án Hoàng đế Bảo Đại chẳng là gì mà chỉ là công cụ trong tay người Pháp, và đã vứt bỏ các huân chương, chức tước được Bảo Đại trao. Sau đó, người Pháp đã dọa bắt và lưu đày Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm nổi cơn thịnh nộ và sinh lòng bất mãn cực độ với chính quyền Bảo Đại và Pháp tại Việt Nam. Chính bước ngoặt quan trọng này đã mở ra một hướng đi mới cho Diệm. Sau khi từ chức thượng thư bộ lại, Ngô Đình Diệm trở về làm một thường dân sống ở Huế cùng gia đình ông, nhưng vẫn bị giám sát. Ông dành thời gian cho việc đọc sách, thiền định, đi lễ nhà thờ, làm vườn, đi săn và chụp ảnh nghiệp sử. Ngoài ra, ông đẩy mạnh các hoạt động dân tộc chủ nghĩa để ngấm ngầm khơi dậy phong trào chống thực dân Pháp. Một số hoạt động nổi bật nhất của ông là qua việc gặp gỡ và giao lưu với các nhà lãnh đạo cách mạng Việt Nam như Phan Bội Châu, một người bạn của Diệm. Phan Bội Châu là nhà hoạt động chống thực dân mà Ngô Đình Diệm kính trọng vì kiến thức nho giáo uyên thâm của ông, và vì Phan Bội Châu cùng ý với Diệm khi cho rằng những lời dạy của nho giáo có thể được áp dụng cho Việt Nam hiện đại. Ngô Đình Diệm cũng ngấm ngầm ủng hộ Hoàng Thân Cường Đề đang sống lưu vong tại Nhật nhằm thực hiện một cuộc cách mạng lật đổ chính quyền bảo hộ Pháp. Ông bị xem là quá khích giống như Nguyễn Hải Thần, Nguyễn Tường Tam. Năm 1933, ông vào Sài Gòn cùng với Nguyễn Phan Long, Lê Văn Kim, tổ chức phong trào của trí thức Nam và Trung Kỳ vận động chính giới Pháp tại Paris bãi nhiệm toàn quyền Đông Dương Pierre Pasquier. Việc không thành, ông bị Pasquier trục xuất khỏi Huế và chỉ định cư trú tại của mình. Tuy nhiên, sau cái chết của Pasquier năm 1934, viên toàn quyền mới là René Robin đã bãi bỏ chỉ định của Pasquier. Ông vào Huế dạy tại trường Thiên Hữu do anh ông là Ngô Định Thục làm giám đốc. Trong giai đoạn từ năm 1942 đến năm 1944, Ngô Đình Diệm tham gia thành lập và lãnh đạo tổ chức Đại Việt Phục Hưng Hội, dựa Nhật chống Pháp với thành phần nòng cốt là quan lại, linh mục, cảnh sát và lính khố xanh bản xứ tại Trung Kỳ. Tháng 7 năm 1944, mật thám Pháp phá vỡ tổ chức này và vây bắt Ngô Đình Diệm ở tại Phủ Cam. Ngô Đình Thục lập tức gửi thư cho toàn quyền Đông Dương kêu gọi Pháp ân xá cha mình. Nhờ sự giúp đỡ của hiến binh Nhật, ông thoát nạn và về trú tại lãnh sự Nhật ở Huế. Sau vài ngày, người Nhật đưa Ngô Đình Diệm vào Đà Nẵng rồi dùng máy bay quân sự trở thẳng vào Sài Gòn, trú tại trụ sở hiến binh của Nhật. Ông cũng được Việt Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội do Hoàng Thân Cường Đề lãnh đạo ủy nhiệm công việc vận động nhân sự ở Trung Kỳ để chống Pháp. Tại Sài Gòn, ông đã tham gia thành lập Ủy ban Kiến Quốc với mục tiêu phò tá Hoàng Thân Cường Đề. Tuy nhiên, Nhật không ủng hộ Cường Đề về nước làm vua mà ủng hộ Bảo Đại lập chính quyền thân Nhật với quốc hiệu mới là Đế quốc Việt Nam. Bảo Đại đã từng mời ông làm thủ tướng trong chính quyền mới nhưng không thành, mà thay vào đó là Trần Trọng Kim. Đến tháng 8 năm 1945, sau khi Nhật thất bại trong Thế chiến thứ hai, Đông Dương trở nên hỗn loạn, tạo thời cơ cho mặt trận Việt Minh giành chính quyền. Ngô Đình Diệm cùng với một số người thân trong gia đình bị Việt Minh bắt ở Tuy Hòa, Phú Yên, ngoại trừ Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Cẩn. Anh cả Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Khôi cùng con trai mình là Ngô Đình Huân trên đường bị du kích giải ra Hà Nội thì bị lực lượng áp tải này xử bắn. Nguyên do là trong cách mạng tháng 8 năm 1945, Ngô Đình Khôi đã khuyên Hoàng đế Bảo Đại đừng thoái vị vì ông đã tích trữ được một số vũ khí, lại có thêm Ngô Đình Huân giữ vai trò liên lạc giữa triều đình Huế và đế quốc Nhật Bản.
nên có người tố cáo cha con ông Khôi có âm mưu cấu kết với Nhật chống lại Việt Minh. Thời điểm đó, một đơn vị biệt kích Pháp nhảy dù xuống miền Tây Thừa Thiên Huế nhưng bị dân quân Việt Minh bắt. Tài liệu tịch thu được cho thấy nhóm này có nhiệm vụ liên lạc với các quan lại bản xứ bao gồm Ngô Đình Khôi để lập lại chủ quyền của Pháp ở Đông Dương. Nhưng việc chưa thành thì đã bị bắt, nên Ngô Đình Khôi bị xử bắn vì tội danh thông đồng với Pháp. Ngô Đình Diệm do có liên quan nên cũng bị giải ra Hà Nội. Theo phim tài liệu sứ mệnh đặc biệt của Đài Truyền hình Việt Nam nói về chuyến công tác phía Nam của ông Hoàng Quốc Việt trong cách mạng tháng 8, thì ông Hoàng Quốc Việt sau khi nghe ông Hải, bí thư ban cán sự đảng tỉnh Quảng Ngãi báo cáo đã bắt được Ngô Đình Diệm, đã thả ông Diệm theo chỉ thị của Hồ Chí Minh rằng các nhân sĩ trí thức phải được thả ra và đưa ông Diệm ra Hà Nội gặp Hồ Chí Minh. Ngô Đình Diệm bị giam tại tỉnh miền núi Tuyên Quang ít lâu rồi được thả tự do theo lệnh ân xá vào đầu năm 1946. Theo tài liệu của Mỹ, tại Hà Nội, Ngô Đình Diệm gặp Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh mời Ngô Đình Diệm giữ chức thủ tướng vì cho rằng ông có tài lãnh đạo. Ngô Đình Diệm trả lời rằng ông chỉ đồng ý với lời mời đó với điều kiện ông được Việt Minh thông báo về tất cả mọi hành động và biết riêng mọi quyết định của họ. Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chối yêu cầu này, do đó Ngô Đình Diệm từ chối hợp tác với Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Hồ Chí Minh vẫn giao cho ông làm phụ tá của Bảo Đại, là cố vấn tối cao của chính phủ. Sau khi được Việt Minh phóng thích, Ngô Đình Diệm duy trì các mối liên lạc với một số lãnh đạo Việt Minh với hy vọng có thể thuyết phục họ bỏ Hồ Chí Minh và quay sang ủng hộ ông. Những cuộc trao đổi này khơi dậy những quan tâm đáng kể trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Minh ở Nam Bộ trong năm 1947 đến năm 1948. Nhiều quan chức Việt Minh tỏ ra ngưỡng mộ Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Thục. Diệm cũng tìm cách liên minh với các lãnh đạo các đảng phái khác. Giữa năm 1947, ông liên minh với Nguyễn Tôn Hoàn, một lãnh đạo Công giáo ở Nam Bộ và là thành viên sáng lập Đại Việt Quốc Dân Đảng. Suốt mùa thu năm ấy, Ngô Đình Diệm và Nguyễn Tôn Hoàn cùng hợp tác để thuyết phục những người chống cộng tham gia một liên hiệp mới với tên gọi Việt Nam Quốc gia Liên hiệp. Mục đích của liên hiệp là vận động cho một phong trào chính trị mới được Bảo Đại hỗ trợ, chủ yếu nhằm vào Việt Minh, cao hơn là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Như vậy có thể thấy, Diệm đã xác định Cộng sản là một thế lực chướng tai gai mắt đối với con đường đi đến quyền lực của mình. Nói cách khác, ông ta là một người tham vọng, không muốn người lãnh đạo đất nước Việt Nam là Hồ Chí Minh hay bất kỳ ai khác mà phải là chính mình. Liệu con đường nào tiếp theo sẽ chờ đợi Diệm? Bước ngoặt nào sẽ mở ra để đưa ông ta trở thành một trong những nhân vật quyền lực nhất tại miền Nam vào những năm 50 thế kỷ trước? Hãy cùng Sự Việt Kiêu Hùng đón xem trong tập tiếp theo. Nối tiếp tập trước, sau khi Ngô Đình Diệm được Việt Minh phóng thích, ông ta đã lập tức lao mình vào những hoạt động cách mạng phi cộng sản. Suốt mùa thu năm 1947, Ngô Đình Diệm và Nguyễn Tôn Hoàn, người sau này là Phó Thủ tướng Việt Nam Cộng Hòa, đã ra sức thuyết phục những người chống cộng tham gia một liên hiệp mới với tên gọi Việt Nam Quốc gia Liên hiệp. Mục đích của liên hiệp là vận động cho một phong trào chính trị mới đối lập với phe nhóm cộng sản và được Bảo Đại đứng sau hỗ trợ về mặt danh tiếng. Tuy nhiên, hoạt động chính trị chủ yếu của Diệm trong giai đoạn này không phải là chống cộng sản mà là chống Pháp. Bởi do phong trào kháng chiến chống thực dân Pháp đang lên cao cùng chủ nghĩa dân tộc bùng nổ mạnh mẽ trên khắp Việt Nam, Diệm hiểu rằng sẽ chẳng thể thu hút được sự ủng hộ của quần chúng nếu tổ chức của ông ta không thể thay thế Việt Minh đánh đuổi thực dân Pháp. Tháng 2 năm 1948, Ngô Đình Diệm và các lãnh đạo phe quốc gia gặp nhau tại Sài Gòn để thảo ra một kế hoạch đàm phán với Pháp về vấn đề độc lập của Việt Nam. Ông vận động các quan chức Pháp nhượng bộ thêm về phạm vi chủ quyền của Việt Nam. Cũng trong năm 1948, khi cựu Hoàng Bảo Đại sống lưu vong ở Hồng Kông đang điều đình với Pháp để ký hiệp định Pháp Việt, Ngô Đình Diệm sang Hồng Kông thuyết phục Bảo Đại kiên định trong vấn đề độc lập dân tộc. Tuy nhiên, việc tin tưởng vào cựu Hoàng nhà Nguyễn đã một lần nữa làm Diệm thất vọng. Trước những cám dỗ từ người Pháp, Bảo Đại đã ký hiệp định LAC với chính phủ Pháp ở Hạ Long cho Việt Nam một nền độc lập hạn chế. Ngô Đình Diệm tỏ ra thất vọng vì quyết định này. Hiệp định Élysée là một văn kiện được ký kết ngày 8 tháng 3 năm 1949 giữa Bảo Đại và Tổng thống Pháp. Theo đó, công nhận chính phủ quốc gia Việt Nam là một thành viên độc lập nằm trong Liên hiệp Pháp và Bảo Đại là quốc trưởng của chính phủ này. Phản ứng trước việc này, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tuyên bố bản hiệp định này là bất hợp pháp do chính phủ Pháp không có tư cách pháp lý đối với đất nước Việt Nam. Bảo Đại đã thoái vị nên cũng chỉ còn là một công dân bình thường, không có tư cách đại diện cho nước Việt Nam được ký. Hà Nội cáo buộc đây chỉ là một chiêu bài của thực dân Pháp. Hà Nội cáo buộc
đây chỉ là một chiêu bài của thực dân Pháp nhằm hợp thức hóa việc xâm lược Việt Nam. Hơn ai hết, Ngô Đình Diệm cũng hiểu rõ ông sẽ chẳng thể có một danh phận nếu tham gia vào tổ chức của Bảo Đại. Do đó, ông từ chối lời mời làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam của Bảo Đại vì lý do không tin người Pháp, càng không tin vào nền độc lập nửa vời mà Pháp vẽ ra, và quay về Huế sống với Ngô Đình Cẩn. Và có thời gian, Ngô Đình Diệm lên sống với vợ chồng Ngô Đình Nhu ở Đà Lạt. Ngày 16 tháng 6 năm 1949, khi trở lại chính trường, Ngô Đình Diệm cho đăng một tuyên bố hoàn toàn phủ nhận Hiệp ước Élysée và đòi hỏi quyền tự trị lãnh thổ cho Việt Nam. Đồng thời, ông cũng thông báo không có ý định hợp tác với Việt Minh và kêu gọi một phong trào chống thực dân mới dưới sự lãnh đạo của những thành viên đã có những công hiến xứng đáng cho Tổ quốc. Ông cũng thông báo rằng nhóm mình đối lập với Việt Minh nhằm qua đó muốn lôi kéo một số người muốn bỏ Việt Minh để ủng hộ ông. Ngô Đình Diệm cũng tuyên bố tầm nhìn về một cuộc cách mạng xã hội ngang với những cương lĩnh chính trị từ các đối thủ của ông, rằng nên biết rằng cuộc tranh đấu hiện tại không phải chỉ là một cuộc chiến đấu cho độc lập, Tổ quốc về phương diện chính trị mà thôi. Không phải chỉ là một cuộc chiến đấu cho độc lập Tổ quốc về phương diện chính trị mà thôi, mà còn là một cách mạng xã hội để đem lại độc lập cho nông dân và thợ thuyền Việt Nam, để cho tất cả mọi người trong nước Việt Nam mới có đủ phương tiện để sống xứng đáng với phẩm cách con người tự do thực sự. Tôi chủ trương những sự cải cách xã hội hết sức tân tiến và mạnh bạo, miễn là phẩm cách con người vẫn luôn luôn được tôn trọng và được tự do nảy nở. Tuyên bố của ông ban đầu cũng được nhiều người đọc và được chú ý trên khắp Việt Nam, nhưng nó không thu hút được sự ủng hộ của quần chúng, cũng không gây tác hại gì cho những đảng phái khác. Nhưng với Việt Minh và cả Bảo Đại, những tuyên bố của Diệm nói lên rằng Ngô Đình Diệm là một kẻ tham vọng và khát khao quyền lực. Sau sự kiện chính trị trên, ông cùng anh mình là giám mục Ngô Đình Thục và người em Ngô Đình Nhu thành lập Đảng Xã hội Thiên Chúa Giáo. Ngô Đình Diệm muốn xây dựng một phong trào mới có thể áp đảo cả Pháp và Việt Minh. Ông chọn một vị trí trung lập bề ngoài trong cuộc xung đột, cố gắng xây dựng và duy trì quan hệ với cả hai phía. Ngô Đình Diệm hy vọng có thể có thêm thời gian để mở rộng nhóm ủng hộ mình và gây thiệt hại cho cả hai đối thủ. Việc lại có thêm một thế lực mới nổi lên đã khiến cho Việt Minh lo ngại. Năm 1950, họ ra sức cố gắng giết Ngô Đình Diệm trên đường ông đi thăm anh là giám mục Ngô Đình Thục tại Vĩnh Long, nhưng bất thành. Diệm sau đó theo anh là giám mục Ngô Đình Thục đi Vatican, rồi sau đó sang Nhật gặp Hoàng Thân Cường Đệ đang sống ở đây. Trong thời gian ở Nhật, ông gặp tướng Douglas MacArthur, chỉ huy quân Mỹ tại Nhật, để thuyết phục Mỹ ủng hộ nền độc lập của Việt Nam. Nhưng tướng Douglas MacArthur tiếp kiến ông và giám mục Ngô Đình Thục rất lạnh nhạt, không có biểu hiện gì cho thấy tướng Douglas MacArthur sẽ ủng hộ Việt Nam. Ông Diệm quyết định sẽ phải sang tận Hoa Kỳ để thuyết phục Tổng thống Mỹ Eisenhower ủng hộ Việt Nam độc lập. Tháng 9 năm 1950, Ngô Đình Diệm đến Washington gặp các viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ, nhưng ông không gây được ấn tượng với họ. Sau khi gặp, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ nhận xét Ngô Đình Diệm rằng Diệm quan tâm ngang bằng, nếu không nói là hơn, đến việc thực hiện các tham vọng cá nhân thay vì giải quyết những vấn đề phức tạp mà đất nước của ông đang đối mặt ngày hôm nay. Tháng 10 năm 1950, Ngô Đình Diệm sang Vatican gặp Giáo hoàng, rồi đến Paris gặp các quan chức Việt và Pháp, đồng thời đề nghị Bảo Đại bổ nhiệm ông làm Thủ tướng Quốc gia Việt Nam với điều kiện ông có đủ thẩm quyền để chỉ đạo các cơ quan hành chính tại Việt Nam, nhưng Bảo Đại chỉ trả lời chung chung. Thời gian 2 năm kế tiếp, Ngô Đình Diệm sang Mỹ, phần lớn lưu trú tại các trường dòng Lakewood ở New Jersey và trường dòng Ossining ở New York. Ông dùng đủ mọi cách để tranh thủ sự ủng hộ của chính quyền Eisenhower, nhưng cũng không thành công vì Mỹ đang bận tham chiến tại Triều Tiên và họ cũng không muốn làm mất lòng người Pháp. Thời gian này, chiến tranh Pháp và Việt Minh vẫn chưa ngã ngũ, thế nên việc ủng hộ Diệm đối với Mỹ lại càng không cần thiết. Thế nhưng, một bước ngoặt đã diễn ra khi Ngô Đình Diệm gặp Hồng Y Spellman. Người này đồng ý làm trung gian để ông có cơ hội diện kiến với những nhân vật quan trọng trong chính quyền Hoa Kỳ. Qua trung gian của Hồng Y Spellman, ông Diệm đã gặp gỡ và tranh thủ được tình cảm của dân biểu Walter Ruth, thượng nghị sĩ Mike Mansfield, nhất là thượng nghị sĩ John Kennedy, sau này sẽ trở thành Tổng thống Mỹ, và ủng hộ Diệm mở màn cho cuộc xung đột hai miền Nam Bắc Việt Nam. Ngô Đình Diệm tìm kiếm sự hỗ trợ của những cử tri Mỹ cho những kế hoạch chính trị của ông, cũng như thu hút những người Mỹ tin vào phát triển hiện đại hóa và khả năng biến đổi Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ Mỹ. Cũng nhờ sự giới thiệu của Spellman và một vài nhân vật cấp cao của CIA, Ngô Đình Diệm vào ẩn ở các chủng viện lớn như Marie Curie, Lakewood, rồi vào trường đại học Michigan tham gia một số khóa học. Nhà sử học John Coney đã viết rằng, tuy rằng không có mấy người biết điều này, nhưng Hồng Y Spellman đã đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị của một người
đã ở trong một trường dòng ở New York trước đây. Vừa trở thành thủ tướng của miền Nam Việt Nam, đó là Ngô Đình Diệm. Ở Diệm, Spellman nhìn thấy những đặc điểm mà ông ta muốn có trong mọi chính khách: công giáo nồng nhiệt và chống cộng điên cuồng. Như vậy, giai đoạn đầu năm 1950, trong lúc nhân dân hai miền Nam Bắc Việt Nam đang phải hy sinh xương máu để chống thực dân Pháp trở lại xâm lược, thì những người đang và sẽ lên nắm quyền tại miền Nam sau này đều đang bận việc riêng. Bảo Đại theo đánh giá của người Mỹ thì ít tham gia vào công việc của chính phủ, dành nhiều thời gian cho nghỉ mát. Còn Ngô Đình Diệm thì đang đấu tranh cho tham vọng cá nhân. Thời gian ở Mỹ lâu, Ngô Đình Diệm dần được tín nhiệm và trở thành cố vấn tại Đại học Michigan. Ông và nhà chính trị học Mỹ Wesley Fitzell hợp tác soạn thảo một dự án trợ giúp kỹ thuật cho Việt Nam. Năm 1952, Fitzell viết thư gửi cơ quan an ninh hỗ tương Hoa Kỳ cho rằng Việt Nam cần sự giúp đỡ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như khoa học cảnh sát, vấn đề ngoại thương và thậm chí nghiên cứu về việc chọn theo các thể chế dân chủ. Trong thời gian sống tại Mỹ, thỉnh thoảng ông cũng sang các nước châu nên có thêm kinh nghiệm hoạt động chính trị. Tháng 5 năm 1953, theo lời mời của một số chính khách Kitô giáo lưu vong theo chủ nghĩa dân tộc có khuynh hướng chống cộng, Ngô Đình Diệm bay sang Pháp rồi sau đó qua Bỉ trú ngụ tại một tu viện lớn. Cũng trong thời gian này, người Mỹ bắt đầu để ý tới ông do những thất bại của quân Pháp trên chiến trường Việt Nam đã trở nên rõ ràng hơn. Sang đến năm 1954, việc Pháp thất bại tại Điện Biên Phủ và sự ra đời của học thuyết Domino đã mở đường cho Diệm đi đến quyền lực. Với một tinh thần chống cộng điên cuồng, đó là tất cả những gì mà người Mỹ cần ở giai đoạn này. Sau năm 1954, các quan hệ cá nhân Diệm thiết lập được trong thời gian sống lưu vong đã giúp ông giành được sự ủng hộ chính thức của Hoa Kỳ dành cho cá nhân và chính phủ của ông. Năm 1954, Ngô Đình Diệm từ Bỉ trở lại Paris sống tại nhà ông Tôn Thất Cẩn, con trai của cụ thân thần phụ chính Tôn Thất Hân. Tại đây, với sự yểm trợ của Ngô Đình Luyện, Diệm bắt đầu vận động trong giới chính khách Việt sống lưu vong. Quan trọng hơn là, tại cuộc họp giao hội American Friends of Vietnam, một tổ chức vận động ủng hộ cho Ngô Đình Diệm đã diễn ra ở Washington DC. Ngày 1 tháng 6 năm 1956, cử tri John Kennedy về sau là Tổng thống Mỹ đã tuyên bố: nếu chúng ta không phải là cha mẹ của nước Việt Nam bé nhỏ thì chắc chắn chúng ta cũng là cha mẹ đỡ đầu của nó. Chúng ta chủ tọa việc nó ra đời, chúng ta viện trợ để nó sống, chúng ta giúp định hình tương lai của nó. Đó là con cái của chúng ta không thể bỏ rơi nó, chúng ta không thể không biết tới những nhu cầu của nó. Có thể nói, thuyết phục được Kennedy là một trong những nước cờ thành công nhất của Diệm. Vì đúng với mong muốn của Diệm, sau khi lên làm Tổng thống vào năm 1961, Kennedy đã trực tiếp phê chuẩn việc tăng cường viện trợ quân sự và đội ngũ cố vấn cho chính quyền Sài Gòn. Chưa kể, Kennedy còn làm đúng với mong muốn của Diệm là không để quân Mỹ can thiệp vào Việt Nam. Chính Kennedy trong một cuộc phỏng vấn đã nhận định rằng cuộc chiến của Mỹ ở miền Nam là không thể chiến thắng và rằng nên để cho người Việt tự giải quyết việc nội bộ với nhau. Nói cho cùng, đó là cuộc chiến của họ, họ là những người phải thắng hoặc thua. Trở về Việt Nam, sau 4 năm Hiệp định Élysée được ký kết, lãnh đạo các đảng phái đối lập với Việt Minh tại Việt Nam đang mất hết kiên nhẫn với Bảo Đại và chiến lược giành độc lập từng bước trong Liên Hiệp Pháp của ông. Họ nhận ra rằng Pháp rất ít khi nhượng bộ chủ nghĩa dân tộc tại Việt Nam và quốc gia Việt Nam chỉ độc lập trên danh nghĩa. Đa số lãnh đạo phe quốc gia thất vọng với Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, nổi tiếng thân Pháp và chuyên quyền. Họ cũng nổi giận vì quyết định đơn phương của Paris trong việc phá giá đồng bạc Đông Dương vào đầu tháng 5 năm 1953, vi phạm những thỏa thuận trước đó với các quốc gia thuộc Liên Hiệp Pháp, đồng thời làm gia tăng lạm phát và khó khăn ở Đông Dương. Lợi dụng tình thế này, Ngô Đình Nhu khéo léo kích động sự bất mãn và gợi ý triệu tập đại hội đoàn kết các đảng phái quốc gia tại Sài Gòn vào đầu tháng 9, sau khi Bảo Đại rời Việt Nam đi Pháp. Thế nhưng, đại hội đoàn kết diễn ra ngày 5-6 tháng 9 năm 1953 không xây dựng được liên minh nào và cũng không đưa ra lập trường chính trị chính thức nào. Nhưng đến tháng 10 năm 1953, khi các đảng phái quốc gia lại nhóm họp, họ đã phê chuẩn quyết định bác bỏ sự tham dự của Việt Nam vào Liên Hiệp Pháp và ủng hộ việc độc lập hoàn toàn. Đứng trước sự bất mãn tăng cao của các lãnh đạo đảng phái tôn giáo, Bảo Đại đã phải thân thiện hơn với Ngô Đình Diệm và cân nhắc lại khả năng bổ nhiệm ông vào chức thủ tướng. Ngày 26 tháng 10 năm 1953, Bảo Đại gặp Ngô Đình Diệm ở Pháp để thăm dò lòng trung thành của ông với Bảo Đại và khả năng bổ nhiệm ông vào chức thủ tướng. Nhưng thời gian đã không ủng hộ Bảo Đại nữa rồi. Đầu năm 1954, do Pháp đang gặp khó khăn tại trận Điện Biên Phủ, Bảo Đại đã liên tục nhờ người chuyển lời với ông Diệm đang ở Hoa Kỳ, yêu cầu ông trở về nước thành lập chính phủ mới. Ông Diệm tiếp tục từ chối lời mời của Bảo Đại vì lý do không tin tưởng vào người Pháp. Sau khi thất bại tại Điện Biên Phủ, Pháp đàm phán hiệp ước trao trả hoàn toàn độc lập cho Việt Nam.
ngày 16 tháng 6 năm 1954, quốc trưởng Bảo Đại gặp Ngô Đình Diệm tại Pháp. Ông Diệm đồng ý trở về nước làm thủ tướng theo lời mời của Bảo Đại, với điều kiện Bảo Đại phải đồng ý để chính phủ do ông thành lập được toàn quyền về chính trị và quân sự. Bảo Đại đồng ý với yêu cầu này. Sau đó, ông Diệm về nước và chính thức được bổ nhiệm làm thủ tướng. Ngày 7 tháng 7 năm 1954, Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ mới với nội các gồm 18 người. Sau này, Bảo Đại viết trong hồi ký của mình rằng: từ những gì tôi biết về ông, tôi biết rằng ông Diệm là một người khó tính. Tôi cũng biết về sự cuồng tín và xuống thiên về Thiên Chúa của ông. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, không có một lựa chọn nào tốt hơn. Ông được người Mỹ biết đến và họ đánh giá cao tính không khoan nhượng của ông. Trong mắt họ, ông là người xứng đáng với chức vụ đó nhất. Và Washington sẽ không dè sẻn trong việc ủng hộ ông, bởi vì quá khứ của ông Diệm và bởi vì sự hiện diện của người em ông ở vị trí hàng đầu của phong trào công đoàn quốc gia, ông sẽ có được sự cộng tác của những người quốc gia thế lực nhất, những người đã hạ bệ ông Tâm và ông Bửu Lộc. Cuối cùng, cũng vì tính không khoan nhượng và sự cuồng tín của mình, ông là người có thể trông cậy được trong việc chống lại chủ nghĩa cộng sản. Đúng, ông chính là người cần thiết cho hoàn cảnh như vậy. Vào tháng 5 năm 1954, Bảo Đại hầu như không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giao cho Ngô Đình Diệm chức thủ tướng với những điều kiện mà Ngô Đình Diệm đã đòi hỏi từ lâu. Quốc gia Việt Nam phải có toàn quyền trong mọi khía cạnh hành chính, quân sự và kinh tế. Nhưng trong thời kỳ đầu làm thủ tướng quốc gia Việt Nam, thực tế ông không có quyền lực đối với các lực lượng quân đội, cảnh sát, với những người đứng đầu là Nguyễn Văn Hình và Lê Văn Viễn. Hai lực lượng này liên minh với nhau nhằm chống lại chính phủ trung ương, trong khi thủ tướng cũng không kiểm soát được bộ máy quan chức dân sự vì các viên chức Pháp đang còn nhiều, nắm giữ các vị trí then chốt. Nền tài chính vẫn do Ngân hàng Đông Dương mà phía sau là chính phủ Pháp quản lý. Thực tế trong giai đoạn đầu cầm quyền thủ tướng, ông không có nhiều quyền hành. Chính vì thế, Diệm phải thực hiện một kế hoạch để lấy lại quyền lực từ tay người Pháp. Ngô Đình Diệm muốn miền Nam Việt Nam hoàn toàn độc lập, không phụ thuộc Pháp lẫn Bảo Đại. Ông cho rằng Pháp đã thất bại trong cuộc chiến chống lại người Cộng sản cũng như những người theo chủ nghĩa dân tộc tại Việt Nam. Chế độ thuộc địa đã chấm dứt và những lời hứa hẹn của Pháp về nền độc lập của Việt Nam đã bị phá vỡ. Theo ông, cơ hội duy nhất cho chính phủ quốc gia Việt Nam đứng vững được là phải thoát khỏi những ảnh hưởng còn sót lại của Pháp, và ông quyết định phải thực hiện mục tiêu đó. Quan điểm của Ngô Đình Diệm là muốn thuyết phục được nhân dân Việt Nam là chính quyền này độc lập thì cần thiết về mặt chính trị phải tỏ ra là chống thực dân và đặc biệt là chống Pháp. Tháng 12 năm 1954, chỉ sau vài tháng nắm quyền thủ tướng, ông bãi bỏ quyền phát hành giấy bạc của Ngân hàng Đông Dương, một cơ quan do Pháp thành lập. Từ nay, giấy bạc lưu hành trên lãnh thổ miền Nam sẽ do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam mới thành lập phát hành và cục hối đoái giao cho chính phủ quốc gia Việt Nam quản lý. Tiếp đó, ông yêu cầu chính phủ Pháp trong vòng 5 tháng phải thực hiện chuyển giao cho quốc gia Việt Nam mọi công tác của quân đội quốc gia Việt Nam khi ấy đang nằm dưới bộ chỉ huy Liên hiệp Pháp. Phản ứng lại hành động của Thủ tướng Ngô Đình Diệm, Pháp đã tìm mọi cách loại bỏ để thay thế bằng một người lãnh đạo thân Pháp thông qua một số nhân vật ngoại giao như Đại sứ Mỹ Ronald Heath tại Sài Gòn, Đại sứ Mỹ Douglas Dillon tại Paris. Pháp tìm cách thuyết phục Mỹ đồng ý loại trừ ông Diệm bằng cách chỉ trích ông thiếu năng lực và không có khả năng đại diện nhân dân vì không có được sự cộng tác và ủng hộ của các phe phái tại miền Nam, do đó không có khả năng thắng trong cuộc tổng tuyển cử dự tính được tổ chức năm 1956. Tài liệu mật số 1691-5 ngày 15 tháng 4 năm 1955 của Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận Pháp muốn giữ vai trò lịch sử lâu dài của mình tại Việt Nam và bảo vệ những đầu tư kinh tế, tài chính của Pháp tại đây. Lúc đó, quốc trưởng Bảo Đại vẫn còn ở Pháp, quân đội Việt Nam còn nằm trong Liên hiệp Pháp và Tổng tham mưu trưởng quân đội tướng Nguyễn Văn Hình, con trai cựu Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, người nổi tiếng thân Pháp, là một sĩ quan cũ trong không quân Pháp, còn vợ là người Pháp, cảnh sát do lực lượng Bình Xuyên nắm giữ, thủ lĩnh là tướng Lê Văn Viễn. Ngay cả lực lượng an ninh, văn phòng phủ thủ tướng Ngô Đình Diệm cũng do cảnh sát Pháp gửi đến. Chính vì thế, Pháp tìm cách loại trừ Ngô Đình Diệm hoặc bằng một cuộc đảo chính, hoặc bằng cách thuyết phục Bảo Đại cách chức ông Diệm và bất hợp tác với Mỹ trong việc huấn luyện quân đội quốc gia Việt Nam. Pháp tổ chức một cuộc họp chính trị có sự tham dự của tướng Nguyễn Văn Hình, lãnh đạo các giáo phái, một số quan chức Pháp và đại sứ Mỹ Ronald Heath tại Sài Gòn để đề nghị mọi người đồng ý thay thế chính phủ Diệm. Tướng Nguyễn Văn Hình có tham vọng làm thủ tướng quốc gia Việt Nam, bắt đầu công khai chống lại thủ tướng Diệm và còn khoe: "Tôi chỉ cần nhấc cái ống điện thoại lên là có thể dẹp được Diệm rồi." Ngô Đình Diệm đối phó bằng cách ra lệnh cho tướng Nguyễn Văn Hình đi nghỉ để nghiên cứu trong 6 tuần và phải xuất ngoại trong 24 giờ. Tướng Nguyễn Văn Hình bất tuân thượng lệnh. Một tuần sau, ông cho phổ biến tuyên bố về việc ông không tuân lệnh ông Diệm và một điện tín ông đã gửi thẳng cho quốc trưởng Bảo Đại yêu cầu can thiệp. Cùng ngày, Ngô Đình Diệm tuyên bố tướng Hình nổi loạn. Tướng Hình cho xe thiết giáp bảo vệ tư dinh của mình
đồng thời phái một lực lượng bao vây Dinh Độc Lập. Trong thời gian 6 tuần tiếp theo, tình hình đi tới chỗ bế tắc. Sau đó, 15 bộ trưởng trong nội các Ngô Đình Diệm đồng loạt tổ chức. Quân đội dưới quyền tướng Nguyễn Văn Hình cũng đã sẵn sàng chờ lệnh để tấn công. Thế nhưng, thời cơ ủng hộ Diệm, khi cố vấn quân sự Mỹ là Edward Lansdale, người chịu trách nhiệm hỗ trợ chính phủ Ngô Đình Diệm, đã đàm phán với tướng Trình Minh Thế về việc sử dụng lực lượng vũ trang của ông ta để hỗ trợ cho thủ tướng Ngô Đình Diệm và quân đội Việt Nam Cộng hòa. Sau khi Ngô Đình Nhu và Edward Lansdale còn phát hiện được âm mưu đảo chính của tướng Nguyễn Văn Hình, Edward Lansdale đã mua chuộc được các sĩ quan cấp dưới của tướng Nguyễn Văn Hình đỉnh mắt. Thiếu những thuộc hạ cốt cán này, cuộc đảo chính đã không thể tiến hành được. Ngô Đình Diệm thành công và buộc tướng Nguyễn Văn Hình tổ chức, giao quyền lại cho tướng Nguyễn Văn Vĩ. Nguyễn Văn Hình chạy đến Paris vào ngày 13 tháng 11 năm 1954 lánh nạn. Tháng 12 năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm xóa bỏ tất cả các hiệp ước kinh tế, tài chính ký kết với Pháp trước đó, yêu cầu Pháp hủy bỏ Hiệp định Geneva và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Sau đó, Ngô Đình Diệm rút đại diện của quốc gia Việt Nam ra khỏi Liên hiệp Pháp. Sau khi loại bỏ Pháp khỏi bộ máy, Thủ tướng Ngô Đình Diệm tiếp tục quay sang trực tiếp đối đầu với Quốc trưởng Bảo Đại. Ngày 11 tháng 3 năm 1955, Diệm thông qua dụ số 21 chính thức sáp nhập vùng đất Hoàng Triều Cương Thổ, một khái niệm địa lý chính trị của nhà Nguyễn, để ấn định những khu vực cai trị mà người Việt không chiếm đa số vào Tây Nguyên, chấm dứt đặc quyền của người Pháp và cựu Hoàng Bảo Đại trên vùng Tây Nguyên và danh xưng Cao Nguyên Trung Phần được dừng lại. Ông còn tổ chức những chiến dịch tuyên truyền chống lại Quốc trưởng Bảo Đại. Quốc trưởng Bảo Đại thấy không điều khiển được Ngô Đình Diệm nên cũng tán thành theo người Pháp, gây áp lực đòi Mỹ rút lại mọi ủng hộ cho chính phủ Ngô Đình Diệm và gây sức ép buộc ông ta phải từ chức. Bảo Đại muốn đưa Nguyễn Văn Xuân lên làm thủ tướng hoặc phó thủ tướng, Nguyễn Văn Hình làm tổng tham mưu trưởng, còn tướng Bình Xuyên Bảy Viễn làm bộ trưởng Bộ Nội vụ. Thời gian này, các giáo phái lớn tại miền Nam quyết định không hoàn toàn ủng hộ bên nào. Ngày 18 tháng 10 năm 1955, Quốc trưởng Bảo Đại ra thông cáo từ văn phòng của ông ở Paris tuyên bố cách chức Thủ tướng Quốc gia Việt Nam Ngô Đình Diệm với lý do việc dùng các biện pháp công an trị và chế độ độc tài cá nhân phải kết thúc. Tôi không thể tiếp tục để tên tuổi và quyền lực của mình vào tay một người sẽ khiến cả nước rơi vào đổ nát, đói kém và chiến tranh. Tuy nhiên, Ngô Đình Diệm đã chặn được thông điệp này khiến nó không đến được với dân chúng. Ngày 4 tháng 10 năm 1955, Ủy ban Trưng cầu Dân ý thành lập đưa ý kiến đòi truất phế Quốc trưởng Bảo Đại và đưa Thủ tướng Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống. Khi cử tri đi đến nơi bỏ phiếu, họ thấy rằng nơi đây đã bị những người ủng hộ Ngô Đình Diệm kiểm soát. Một cử tri sau khi bỏ phiếu đã nói rằng: "Người chỉ đạo nói cho chúng tôi hiểu rằng ở đây chỉ có hai sự lựa chọn, hoặc là phiếu đỏ, ủng hộ Ngô Đình Diệm sẽ được bỏ vào hòm phiếu, hoặc phiếu xanh sẽ bị loại đi." Trước sức ép của Diệm, Bảo Đại phải sống lưu vong ở Pháp. Do không còn nắm hệ thống kinh tế thu lợi cho bản thân như trước, nhiều cơ sở kinh doanh ở Việt Nam đã bị Ngô Đình Diệm tịch thu, bị cơ quan thuế để mắt tới, không còn tiền tài trợ của chính phủ Pháp, ông phải bán dần tài sản của mình. Khoảng thập niên năm 1960, gia sản khổng lồ của Bảo Đại đã lần lượt hao hụt. Nhiều lâu đài trắng lệ, máy bay đắt tiền, xe hơi sang trọng lần lượt phải sang tên người khác và bán thế chấp trả số nợ khổng lồ. Bảo Đại chỉ còn được nhận số tiền trợ cấp ít ỏi của chính phủ Tổng thống Pháp với 8.000 franc một tháng. Ngô Đình Diệm nhận được sự ủng hộ đắc lực từ phía Mỹ. Phía Mỹ cho rằng Hiệp định Geneva năm 1954 là một tai họa đối với thế giới tự do vì nó trao cho Trung Hoa Cộng sản và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa căn cứ để khai thác tại Đông Nam Á. Mỹ muốn ngăn chặn điều này bằng cách ký kết Hiệp ước CITO ngày 8 tháng 9 năm 1954 và mong muốn biến miền Nam Việt Nam thành một pháo đài chống cộng. Để làm được điều này, Mỹ cần sự ủng hộ của quốc gia Việt Nam. Kế hoạch của Mỹ là viện trợ cho chính phủ Ngô Đình Diệm để giúp miền Nam Việt Nam hoàn toàn độc lập với Pháp. Chỉ khi Pháp rời đi, thì chính quyền miền Nam mới có thể lôi kéo những người dân tộc chủ nghĩa rời xa Việt mình và ủng hộ quốc gia Việt Nam, do người Việt lúc này đã rất căm ghét thực dân Pháp. Do đó, Mỹ đứng sau thúc đẩy Ngô Đình Diệm thành lập một chính quyền đoàn kết quốc gia, đại diện cho những xu hướng chính trị chính tại Việt Nam, ổn định miền Nam Việt Nam, bầu ra quốc hội, soạn thảo hiến pháp, rồi sau đó phế truất quốc trưởng Bảo Đại một cách hợp pháp. Cuối cùng, do Ngô Đình Diệm là một người quốc gia không có liên hệ gì trong quá khứ với Việt Minh và Pháp, do đó miền Nam Việt Nam sẽ trở nên chống cộng mạnh mẽ. Tuy nhiên, phía Pháp không đồng ý. Sau những cuộc tiếp xúc với các lãnh đạo Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một số chính trị gia Pháp cho rằng quốc gia Việt Nam đã suy yếu và biện pháp duy nhất có thể cứu vãn tình thế là hợp tác với Việt Minh và lôi kéo họ khỏi sự ràng buộc với khối cộng sản, với hy vọng tạo ra một Việt Minh theo kiểu Tito có thể cộng tác với Pháp
và thậm chí có khả năng tham gia khối Liên Hiệp Pháp. Điều này làm Mỹ lo sợ. Ngày 23 tháng 10 năm 1954, Tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower gửi công hàm chính thức cho Thủ tướng Ngô Đình Diệm cho biết từ đây chính phủ quốc gia Việt Nam sẽ nhận viện trợ trực tiếp của chính phủ Hoa Kỳ chứ không qua nhà đương cục Pháp như trước. Thuận lợi thâu tóm quyền lực đã mở đường cho Diệm dựng nên một chế độ mới mang tên Việt Nam Cộng Hòa. Năm 1954, tại Điện Biên Phủ, quân Pháp đổ hàng. Theo quy định của Hiệp định Geneva, Việt Nam được tạm thời chia cắt thành hai vùng tập kết quân sự và một cuộc tổng tuyển cử tự do trên toàn quốc sẽ được tổ chức trong vòng 2 năm để thống nhất đất nước. Phần lớn lực lượng của Việt Minh được tập trung ở phía Bắc vĩ tuyến 17. Quân đội thực dân Pháp và đồng minh, quân đội quốc gia Việt Nam tập trung về phía Nam vĩ tuyến 17. Các nhà lãnh đạo Việt Minh tin rằng với sự ủng hộ của đa số dân chúng, họ chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, Ngô Đình Diệm dựa vào sự ủng hộ của Hoa Kỳ thông qua chính sách trù màn đã đè bẹp lực lượng dân chủ đối lập, kẻ thù cá nhân cũng như các nhân vật tình nghi ủng hộ cộng sản tại miền Nam và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa, từ chối tiến hành tổng tuyển cử. Là một người chuyên quyền, Ngô Đình Diệm không chấp nhận tổng tuyển cử vì ông biết rằng mình sẽ thua. Không ai có thể thắng cử trước Hồ Chí Minh vì ông là một George Washington của Việt Nam. Báo cáo của CIA gửi Tổng thống Mỹ Eisenhower cũng cho rằng khoảng 80% dân số Việt Nam sẽ bầu cho Hồ Chí Minh nếu mở cuộc tổng tuyển cử. Do vậy, Hoa Kỳ đã hậu thuẫn cho Ngô Đình Diệm thành lập một chính thể riêng biệt ở phía Nam vĩ tuyến 17 để không thực hiện tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam. Cuộc tổng tuyển cử tự do cho việc thống nhất Việt Nam vì vậy đã không bao giờ được tổ chức. Năm 1956, Ngoại trưởng Alan Dulles đệ trình lên Tổng thống Mỹ Eisenhower báo cáo tiên đoán nếu bầu cử diễn ra thì thắng lợi của Hồ Chí Minh sẽ như nước triều dâng không thể cản nổi. Trong tình thế này, Ngô Đình Diệm chỉ có một lối thoát là tuyên bố không thi hành Hiệp định Geneva. Được Mỹ khuyến khích, Ngô Đình Diệm kiên quyết từ chối tuyển cử. Mỹ muốn có một chính phủ chống cộng tồn tại ở miền Nam Việt Nam, bất kể chính phủ đó có tôn trọng nền dân chủ hay không. Đứng trước tình thế này, chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố sẽ xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, tiếp tục đấu tranh để thống nhất đất nước bằng tổng tuyển cử theo Hiệp định Geneva. Một phần lực lượng Việt Minh tại miền Nam lôi vào hoạt động bí mật và sau này đã tuyên bố thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam vào năm 1960. Trong các tài liệu, sách báo của Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa, họ được gọi là Việt Cộng. Như vậy, sau hàng năm trời chiến tranh chống thực dân, người Việt lại phải đứng trước một khó khăn mới. Khi đất nước thì không được thống nhất, còn tại miền Nam, một thế lực mới đã trỗi dậy mang tên Việt Nam Cộng Hòa và đứng sau nó là cả một đế quốc hùng mạnh nhất thế giới thời bây giờ. Những khó khăn đó đã kéo dân tộc Việt Nam vào một cuộc chiến mới, một cuộc chiến có sức ảnh hưởng lớn nhất lịch sử hiện đại, chiến tranh Việt Nam. Và những tưởng rằng Diệm đã có tất cả những gì ông muốn, một quyền lực tuyệt đối tại miền Nam, cùng một sự hậu thuẫn to lớn từ người Mỹ. Thế rồi vào năm 1963, người đứng đầu chế độ Sài Gòn Ngô Đình Diệm đã bị ám sát trong một cuộc đảo chính đẫm máu. 3 tuần sau đó, cách xa gần 10 vạn dặm, ngày 22 tháng 11 năm 1963, Tổng thống John Kennedy, người ủng hộ Diệm cũng bị ám sát tại thành phố Dallas, tiểu bang Texas lúc 12:30 khi đang thăm viếng tiểu bang này. Năm 1963, những sự kiện chính trị lớn liên tiếp diễn ra. Những bất ngờ này nối tiếp những bất ngờ khác. Rốt cuộc nguyên nhân nào đã khiến Diệm bị đá văng khỏi vũ đài chính trị tại miền Nam? Việt Nam Cộng Hòa sẽ ra sao khi rơi vào tình thế rắn mất đầu? Những diễn biến xoay quanh nhân vật nổi tiếng một thời tại miền Nam sẽ tiếp tục được Sử Việt Kiêu Hùng làm rõ trong video tiếp theo. Việt Nam, tháng 5 năm 1964, Chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Hồ Chí Minh nói trước báo chí: "Tôi không thể nào tin người Mỹ lại ngu ngốc đến vậy." Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam giải thích: "Hậu quả của cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 sẽ trái với những tính toán của đế quốc Mỹ. Diệm là một trong số những nhân vật mạnh nhất chống lại nhân dân và chủ nghĩa cộng sản. Tất cả những gì có thể làm nhằm cố gắng đè bẹp cách mạng đã được Diệm thực hiện. Diệm là một trong những tay sai có tài nhất của đế quốc Mỹ. Trong số những người chống cộng ở miền Nam Việt Nam hoặc đang lưu vong ở nước ngoài, không ai có đủ tài lực chính trị và khả năng làm người khác tuân phục. Do đó, chính quyền tay sai sẽ không thể vững bền. Cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963 sẽ không phải là cuộc đảo chính cuối cùng." Đúng như lời tiên liệu của các lãnh đạo ở miền Bắc, kể từ ngày Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm bị ám sát, chỉ trong vòng 3 năm, tại miền Nam đã có tới 14 cuộc đảo chính khác liên tiếp diễn ra. Tình hình chính trị trong bộ máy chính quyền của Việt Nam Cộng Hòa
trở nên rối ren hơn bao giờ hết. Một cơ đồ, một đế chế của một nhân vật lịch sử tại miền Nam đang đứng trước nguy cơ sụp đổ. Từ một quan viên và rồi vươn được tới đỉnh cao của quyền lực, được một siêu cường quốc trên thế giới là Mỹ ủng hộ. Vậy nguyên nhân nào đã khiến Ngô Đình Diệm phải kết thúc cuộc đời của mình chỉ 8 năm cầm quyền? Câu trả lời có lẽ phải nói từ tính cách của ông. Sau khi nắm được quyền lực tối cao tại miền Nam, Ngô Đình Diệm đã có một hành động làm bất mãn lòng người, đó là xem Việt Nam Cộng Hòa là tài sản của riêng ông và của gia đình ông. Hiến pháp đệ nhất Cộng Hòa năm 1956 do chính Ngô Đình Diệm tham gia soạn thảo đã trao cho ông quyền lực rất lớn, có thể toàn quyền khống chế bộ máy nhà nước, thể hiện qua những điểm: khi Tổng thống phủ quyết một đạo luật, Quốc hội phải đủ số 3/4 mới được tái thông qua, mà 3/4 này phải minh danh đầu phiếu để Ngô Đình Diệm có thể biết ai đã chống lại quyền phủ quyết của mình. Ngô Đình Diệm sẽ không bị bắt buộc phải điều trần trước Quốc hội, không chịu trách nhiệm trước Quốc hội và không thể bị Quốc hội bất tín nhiệm để cách chức. Tổng thống tiếp xúc với Quốc hội bằng thông điệp và nếu muốn có thể giữ các phiên họp của Quốc hội, cũng như chỉ khi thấy cần, Tổng thống thông báo cho Quốc hội biết tình hình quốc gia. Theo Hiến pháp năm 1956, Tổng thống Ngô Đình Diệm có đầy đủ quyền lực để triệt tiêu hoặc làm tê liệt các đạo luật nào mà ông không vừa ý, cũng như dễ dàng ban hành và thi hành các đạo luật nào có lợi cho mình. Thiếu tướng Đỗ Mậu của quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong cuốn hồi ký tâm thư nói về việc tranh cử nghị sĩ thời Ngô Đình Diệm như sau: thời đệ nhất Cộng Hòa, nếu muốn ra tranh cử để thắng thì ông phải được đảng Cần Lao do ông Diệm lập nên hay phong trào cách mạng quốc gia đỡ đầu. Ngoài ra, ông phải được ông Diệm, ông Nhu, ông Cẩn, Đức Cha Thục, bà Nhu giới thiệu mới hòng đắc cử. Còn ông mà thân cô, thế cô mà muốn ra tranh cử quốc hội thì cứ việc đóng tiền để mua lấy thất cử. Còn mánh lới như thế nào thì tìm hỏi mấy người lớn tuổi có liên quan đến tranh cử sẽ rõ. Vì các quyền lực gần như tuyệt đối nên cách hành xử của ông Diệm trở nên cao ngạo. Theo nhiều hồi ký của tướng lĩnh dưới thời ông Diệm kể lại thì khi vào cửa tam quan ở các đền thờ vua chúa, ông Diệm thường nói: các ông đi cổng hai bên vì cổng giữa chỉ có vua mới được đi, chúng ta phải tôn trọng nguyên tắc này. Dứt câu, ông Diệm đi vào bằng cổng giữa. Không có gì là quá ngạc nhiên khi nhiều sử gia gọi Việt Nam đệ nhất Cộng Hòa là Ngô Triều. Cùng với Diệm, anh em của Diệm cũng làm bất mãn lòng người không kém. Trong đó như Ngô Đình Nhu với chức vụ cố vấn chính trị, nơi khai sinh và điều khiển tất cả mọi sách lược của quốc gia. Tuy là dân biểu nhưng không mấy khi đặt chân đến quốc hội để làm trách nhiệm dân cử, mà chỉ ngồi tại dinh tổng thống để ra chỉ thị cho quốc hội làm luật theo ý của anh em ông ta. Hay như Trần Lệ Xuân, phu nhân của Ngô Đình Nhu, được coi là đệ nhất phu nhân của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cũng là một dân biểu như chồng, nhưng bà thường xuyên xây dựng đạo luật của riêng mình và ép quốc hội phải thông qua. Bên cạnh đó còn có Tổng Giám Mục Ngô Đình Thục, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Luyện, tất cả đều là anh em gia đình họ Ngô. Tất cả những gì người miền Nam thấy vào thời điểm đó là một chính quyền độc tài trị, gia đình trị. Thế nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả những gì tạo nên cuộc đảo chính năm 1963. Trên thực tế, chính quyền của Diệm còn ban phát ân huệ cho thuộc cấp theo ngẫu hứng, bất chấp năng lực lẫn tình hình thực tế. Điều này đã tạo nên một làn sóng bất mãn cực độ của hàng ngũ tướng lĩnh Việt Nam Cộng Hòa. Diệm vốn là người có sự phân biệt cá nhân cực lớn, hai tiêu chí trong đó là theo vùng miền và theo tôn giáo. Về vùng miền, ông chỉ thích nâng đỡ người gốc Huế. Ngô Đình Diệm thường nói chỉ có dân miền Trung mới có khả năng lãnh đạo quốc gia. Dân miền Bắc hợp với buôn bán, còn dân miền Nam chỉ làm tướng võ biển. Ngay cả người gần gũi với gia đình ông như tướng Trần Văn Đôn còn bất mãn với sự độc đoán này của ông Diệm. Về tôn giáo, vốn là người cuồng Công giáo một cách cực đoan, nên năm 1959, Ngô Đình Diệm tuyên bố đặt Việt Nam Cộng Hòa dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ Maria. Người Công giáo được Ngô Đình Diệm tín nhiệm về mặt chính trị, trở thành nguồn nhân lực chủ yếu của bộ máy hành chính, chính trị, quân sự. Một linh mục cho biết, trong một nước chỉ có 10% dân số là tín đồ Công giáo, mà tại Quốc hội có tới 30% dân biểu Công giáo với 3 vị chủ tịch Quốc hội liên tiếp là Công giáo. Trong bộ máy hành chính có 9 trên 14 tỉnh trưởng miền Trung và 14 trên 18 tỉnh trưởng miền Nam là Công giáo. Trong chính phủ có 4 trên 12 bộ trưởng là Công giáo. Trong quân đội 3 trên 16 tướng lĩnh là Công giáo. Cho đến năm 1963, trừ thị trưởng Đà Lạt là người theo Phật giáo, còn lại tất cả các tỉnh trưởng, thị trưởng tại miền Trung và Tây Nguyên đều là tín đồ Thiên Chúa giáo. Tỉnh trưởng nhiều tỉnh ở Nam phần như Gia Định, Bình Tuy, Long Khánh, Phước Thành, Phước Long, Định Tường, Kiến Hòa, Vĩnh Long cũng đều là người Công giáo. Sự thiên vị tôn giáo của Ngô Đình Diệm
tạo ra hiềm khích gay gắt và cuối cùng phát tác thành xung đột chính trị lớn sau đó vài năm, dẫn đến cuộc khủng hoảng Phật giáo năm 1963, khiến tình hình xã hội trở nên rối ren ngay khi Diệm còn tại chức. Thời buổi đầu, Diệm vốn nhận được sự tín nhiệm lớn từ nhân dân và người Mỹ do tình hình trật tự miền Nam được lập lại nhanh chóng khi ông mới lên nắm quyền. Thế nhưng, càng về sau, những quyết sách độc tài, độc đoán, hạn chế dân chủ, độc lập đã khiến Diệm trở thành cái gai trong mắt thiên hạ. Cũng trong giai đoạn từ năm 1956 đến năm 1959, khi những người cộng sản hoạt động ngầm tại miền Nam còn hy vọng vào giải pháp tổng tuyển cử hòa bình, chưa coi bạo lực là biện pháp đấu tranh chủ yếu, chính phủ Ngô Đình Diệm đã lợi dụng tình hình này để đàn áp họ. Ngô Đình Diệm hiểu rõ những cán bộ Việt Minh là đối thủ lớn nhất đe dọa quyền lực của ông ta, và uy tín của ông ta không thể sánh được với Việt Minh, những người vừa lãnh đạo nhân dân đánh bại quân Pháp. Do đó, Diệm phát động chiến dịch tố cộng trên toàn miền Nam với tuyên bố đanh thép: thấy cộng sản ở đâu là phải bắn bỏ ngay, thế ai tuyên truyền cho cộng sản cũng bắn bỏ ngay. Theo số liệu của Việt Nam Cộng Hòa, trong thời gian từ năm 1955 đến năm 1960, có 48.250 người bị tống giam. Theo một nguồn khác, có khoảng 24.000 người bị thương, 80.000 người bị hành quyết hay bị ám sát, 275.000 người bị cầm tù, thẩm vấn hoặc với tra tấn hoặc không, và khoảng 500.000 người bị đưa đi các trại tập trung. Việc bắt giam và xử tử mà nhiều đối tượng trong đó còn không rõ là cộng sản hay dân thường đã diễn ra khắp nơi và làm biến dạng mô hình xã hội, khiến dân chúng bất mãn cực độ với sự độc tài trị của Diệm. Cao trào hơn là nhằm triệt để tiêu diệt ảnh hưởng của Việt Minh trong nhân dân, Ngô Đình Diệm còn ra lệnh đập phá các tượng đài kháng chiến và săn bằng nghĩa trang của những liệt sĩ Việt Minh trong chiến tranh Đông Dương, một hành vi xúc phạm nghiêm trọng tục lệ thờ cúng của người Việt. Và cuối cùng, bất mãn phải hóa thành xung đột. Từ cuối năm 1959, khi những người cộng sản miền Nam với sự cho phép của nghị quyết số 15 của Trung ương Đảng Lao động Việt Nam đã bắt tay vào xây dựng cơ sở và chuyển hướng từ đấu tranh chính trị với sự hỗ trợ của đấu tranh vũ trang sang đấu tranh vũ trang với sự hỗ trợ của đấu tranh chính trị, sự ổn định của chính phủ Ngô Đình Diệm bị thách thức nghiêm trọng do những người cộng sản miền Nam tăng cường hoạt động với sự chi viện của miền Bắc. Cùng với đó là họ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng nhân dân miền Nam. Dù vậy, yếu tố Việt Minh vẫn chưa phải là tất cả, vì không chỉ loại trừ những người cộng sản, Tổng thống Ngô Đình Diệm còn bỏ tù một số chính trị gia đối lập. Có tài liệu cho rằng Hoa Kỳ không phản đối việc này với lý do trong một xã hội chia rẽ, Nam Việt Nam đứng trước nguy cơ lật đổ của cộng sản, nên Tổng thống Ngô Đình Diệm phải có chính đảng riêng của mình, có chính phủ mạnh để đối phó với tình hình, và Hoa Kỳ đã ủng hộ Ngô Đình Diệm thiết lập một chế độ cực quyền. Và chính sách ủng hộ này của Hoa Kỳ đã tạo mầm mống cho hậu quả nghiêm trọng trong nền chính trị miền Nam. Đầu tiên, việc loại trừ các đối thủ chính trị đã tạo nên một khoảng trống chính trị ở Nam Việt Nam, khiến Hoa Kỳ không có sự lựa chọn nào khác là ủng hộ chính quyền hiện hữu. Sau này, trong một cuộc phỏng vấn, Stanley Cano, sử gia chuyên về chiến tranh Việt Nam, hỏi Tổng thống Johnson là ông có tin rằng Diệm là Winston Churchill, Thủ tướng Anh, có phần thắng Đức quốc xã tại châu của Đông Nam Á hay không, thì Johnson đã văng tục: khốn kiếp, Diệm là thằng nhóc duy nhất mà Hoa Kỳ có ở đó. Tháng 2 năm 1961, tờ Le Figaro thiên hữu ở Pháp viết: chế độ Diệm là độc tài và không đếm xỉa gì đến những quyền tự do cá nhân. Tổng thống nắm hết quyền hành, người ta đã tạo nên một đảng duy nhất để làm việc ép dân chúng và tổ chức. Người ta đã trăng cả một lưới mật thám và đã khuyến khích việc tố cáo những người phản bội. 3 vạn người chống đối nằm chật các trại tập trung. Tất cả những cố gắng ấy để đi đến một thất bại về chính trị. Đó là giai cấp tư sản thì công khai chống đối chính quyền, còn nông dân thì nghiêng về phía Việt Minh. Thực tế trong 10 đô la viện trợ thì 8 đô được dùng cho nội an chứ không phải dùng cho công tác chiến đấu chống những người du kích cộng sản hay cải cách ruộng đất. Diệm lo lắng về những cuộc đảo chính hơn là những người cộng sản. Nội chính bất ổn, ngoại chính rối ren, sự sụp đổ của Diệm ông cũng là điều có thể tiên đoán được. Trên thực tế, những hàng ngũ giết quyền của ông ta đã ủ mưu cho một cuộc đảo chính từ rất lâu, và nó đã xảy ra lần đầu tiên vào năm 1960. Đảo chính tại Việt Nam Cộng Hòa năm 1960 là cuộc đảo chính quân sự đầu tiên tại Việt Nam Cộng Hòa, do Đại tá Nguyễn Chánh Thi và Trung tá Vương Văn Đông cầm đầu. Kế hoạch được chuẩn bị trong một năm, Vương Văn Đông đã cấu kết được với một trung đoàn xe thiết giáp, một đơn vị hải quân và 3 tiểu đoàn quân nhảy dù. Cuộc đảo chính được dự định vào 5 giờ sáng ngày 11 tháng 11. Tuy nhiên, kế hoạch đã được thực hiện không hiệu quả. Quân nổi loạn đã không tuân thủ chiến thuật đã được viết ra, như chiếm giữ đài phát thanh và phong tỏa các con đường vào đô thành Sài Gòn.
họ cũng đã không thể cắt đường dây liên lạc điện đàm vào Dinh Độc Lập. Điều này khiến cho Ngô Đình Diệm có thể liên lạc được với các đơn vị trung thành đến bảo vệ mình. Quân ở chính đã bao vây Dinh Độc Lập nhưng chỉ hoãn tấn công trong 36 giờ vì tin rằng Ngô Đình Diệm sẽ tuân thủ theo yêu sách của họ. Lợi dụng thời gian trì hoãn này, Ngô Đình Diệm đã xuống tầng hầm Dinh Độc Lập và viết một bài diễn văn hứa hẹn sẽ có bầu cử tự do và công bằng và các biện pháp tự do khác. Khi các thỏa hiệp đang được phát trên các phương tiện truyền thông ngày 12 tháng 11, lực lượng trung thành với Ngô Đình Diệm đã tiến vào Sài Gòn. Cuộc giao tranh diễn ra chớp nhoáng nhưng khốc liệt với khoảng 400 người chết. Trong đó có nhiều thường dân tò mò xuống phố để xem giao tranh. Lực lượng trung thành với Ngô Đình Diệm đã tiêu diệt gọn quân đảo chính. Dù thoát hiểm nhưng may mắn không lặp lại lần hai với Diệm. Năm 1963, cuộc đảo chính lần hai tiếp tục diễn ra và người đứng sau hậu thuẫn cho điều đó không ai khác ngoài đồng minh Mỹ. Hai tháng trước ngày súng nổ, ngày 25 tháng 8 năm 1963, trong chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Tổng thống Kennedy họp báo tuyên bố rằng nếu muốn công cuộc ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản tại Việt Nam hiện hữu thì cần phải thay đổi chính sách, thay đổi hệ thống nhân sự lãnh đạo tại Sài Gòn. Tới thời điểm này, đến Mỹ cũng bất mãn với chính quyền của Diệm, chủ yếu do chính quyền của Tổng thống Ngô Đình Diệm không thực hiện những thay đổi chính trị theo khuyến cáo của Mỹ, thay vào đó lại chủ trương độc lập với người Mỹ, muốn gạt Mỹ ra khỏi Việt Nam. Ngày 30 tháng 10 năm 1963, Phụ tá Ngoại trưởng Mỹ Roger Hinman gửi đến Đại sứ Mỹ tại Sài Gòn một bức mật thư mà ông này gọi đó là hoàng hôn của các thần linh. Trong bức mật thư này có đoạn: chúng ta cần khuyến khích nhóm đảo chính chiến đấu đến cùng và phá tan Dinh Độc Lập nếu cần để đạt được thắng lợi. Điều kiện cho gia đình họ Ngô là đầu hàng vô điều kiện, vì nếu không họ sẽ tìm cách gạt bỏ được lực lượng đảo chính lẫn sự ảnh hưởng của Hoa Kỳ. Nếu gia đình họ Ngô bị bắt sống, vợ chồng ông Nhu phải nhanh chóng bị tống xuất sang Pháp hay bất cứ nước nào muốn nhận họ. Riêng ông Diệm tùy thuộc vào ý muốn của các tướng lĩnh tham gia đảo chính. Lucien Cornin, đặc vụ của CIA, sau đó trở thành đầu mối liên lạc giữa đại sứ quán Hoa Kỳ với các tướng lĩnh đảo chính do Trần Văn Đôn đứng đầu. Ngày 3 tháng 10 năm 1963, Cornin gặp tướng Minh là người nói cho ông biết ý định đảo chính và yêu cầu người Mỹ hỗ trợ nếu nó thành công. Tướng Dương Văn Minh và các đồng mưu đã lên kế hoạch lật đổ chính phủ của Ngô Đình Diệm vào ngày 1 tháng 11 năm 1963 bằng một cuộc đảo chính nhanh gọn, chóng vánh. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, lực lượng đảo chính đưa quân đội tới chiếm đóng tất cả các vị trí trọng yếu ở Sài Gòn, chặn mọi cửa ngõ ra vào nội đô. Tại Dinh Tổng thống, chỉ có một lực lượng nhỏ trung thành bảo vệ cho Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu. Các tướng lĩnh đảo chính kêu gọi Ngô Đình Diệm đầu hàng và Ngô Đình Diệm sẽ được ra nước ngoài sông lưu vong nếu đầu hàng. Tuy nhiên, tối hôm đó, Ngô Đình Diệm và đoàn tùy tùng đã trốn thoát khỏi Dinh Tổng thống bằng một đường hầm tới Chợ Lớn, về lánh lặn tại nhà thờ Cha Tam, Chợ Lớn. Lúc 7 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, Ngô Đình Diệm gọi điện thoại cho đại sứ Mỹ là Cabot Lodger để cầu cứu trước, nhưng Lodger đã bỏ máy xuống và đi tìm cái gì đó. Khi trợ lý của Lodger là Maidun đề nghị Lodger cho người đến đó để giải cứu, Lodger ngăn lại: chúng ta không thể dính líu như vậy được. Cũng trong sáng hôm đó, Ngô Đình Diệm cùng với Ngô Đình Nhu gọi điện và ra hàng lực lượng đảo chính. Thế nhưng, thời gian làm bất mãn lòng quân của Diệm trước đây đã dẫn tới một cái kết thảm khốc chồng. Hai anh em Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị đại úy Nguyễn Văn Nhung giết bằng lưỡi lê và súng lục trong chiếc xe bọc thép M113 theo lệnh của tướng Dương Văn Minh, khi chiếc xe đang trên đường tới Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Theo chứng nhận của bác sĩ Huỳnh Văn Hưỡn, là người đã tiến hành vụ khám nghiệm, thì anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị bắn từ sau gáy ra phía trước. Thi thể Ngô Đình Diệm có nhiều vết bầm, chứng tỏ đã bị hành hung trước khi bị bắn. Còn thi thể Ngô Đình Nhu thì bị đâm nhiều nhát, áo rách nát và đầy máu. Sau khi đảo chính xảy ra ở Sài Gòn, anh trai Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Cẩn xin tị nạn ở Tòa lãnh sự Mỹ ở Huế. Sau đó, Mỹ đưa Cẩn vào Sài Gòn. Nhưng khi tới Sài Gòn thì Ngô Đình Cẩn được giao lại cho Lou Cornin và sau đó được giao cho những người lãnh đạo đảo chính theo lệnh của đại sứ Nojer. Mấy tháng sau, Cẩn bị xử tử tại Sài Gòn. Như vậy, cả ba anh em Ngô Đình Diệm đều bị giết. Đại sứ Mỹ Cabot Lodger đã làm ngơ hoặc gián tiếp giao họ cho quân đảo chính giết chết. Phía Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngạc nhiên trước tình hình chính trị tại miền Nam. Họ cho rằng sự kiện này sẽ tạo nên vết trượt dài của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Trên thực tế, với 14 cuộc đảo chính liên tiếp diễn ra sau sự kiện mùng 1 tháng 11 năm 1963, đảo chính và phản đảo chính diễn ra liên tục đã khiến kinh tế miền Nam rơi vào khủng hoảng. Nếu kinh tế Việt Nam Cộng Hòa khi Ngô Đình Diệm còn tại chức, tức là năm 1955 đến năm 1963,
có sự tăng trưởng ổn định, ngân sách nhà nước cân đối, thậm chí có thẳng dư, nền công nghiệp phát triển và ngày càng giảm sự phụ thuộc vào viện trợ từ Mỹ. Thì sau cuộc đảo chính lịch sử, kinh tế Việt Nam Cộng Hòa đã từng bước đi xuống hố sâu, tốc độ tăng trưởng kinh tế không đều, có nhiều năm tăng trưởng bị âm, tỷ lệ lạm phát cao, thâm hụt ngân sách nhà nước và thâm hụt thương mại ngày càng nghiêm trọng, đầu cơ tích trữ và tham nhũng diễn ra ở khắp nơi, chính sách phát triển kinh tế mất hiệu quả và toàn bộ miền Nam trở lại phụ thuộc vào viện trợ Mỹ. Sự sụp đổ của Diệm sau đó không làm cho Mỹ an tâm, mà lại còn khiến họ lo lắng hơn. Theo thú nhận của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, trong vòng 3 tháng sau đảo chính, Việt Cộng nổi dậy khắp nơi. Tỉnh Kiến Hòa phải rút đi 51 đồn bốt, mất 15 xã. Ở miền Trung từ Phan Thiết trở ra, trong vòng 2 tháng sau đảo chính, 2.200 ấp chiến lược trong tổng số 2.700 ấp chiến lược hoàn toàn bị tan tác. Tổng số 4.248 ấp chiến lược ở miền Nam thì có 3.915 ấp bị phá hẳn. Còn trong phúc trình gửi Tổng thống Johnson ngày 16 tháng 3 năm 1964, McNamara đưa ra một bức tranh bi thảm, hậu quả của cuộc đảo chính lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Trong số đất đai của 22 tỉnh trong 44 tỉnh, Việt Cộng kiểm soát tới 50% hoặc nhiều hơn thế. Phước Tùy, Việt Cộng kiểm soát 80%, Bình Dương 90%, Hậu Nghĩa 90%, Long An 90%, Định Tường 90%, Kiến Hòa 90%, An Xuyên, Cà Mau 85%, quận Mõ Cày và các xã Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp 100%. Sau đảo chính năm 1963, trong một thời gian ngắn, đường mòn Hồ Chí Minh còn trở thành một xa lộ thanh thang. Trước đây, đoàn vận tải ô tô chỉ vào khe hó đổ hàng, rồi từ đây dùng voi hay sức người chuyển vào Palin, Thừa Thiên. Thì đầu năm 1964, các đoàn ô tô đã có thể đi tới điểm trạm ngã ba biên giới Kon Tum. Số lượng vận tải tăng 40 lần so với năm trước, tỷ trọng vận tải cơ giới là 51%. Sự sụp đổ của Diệm đã kéo theo sự gục ngã của đế chế Việt Nam Cộng Hòa. Để cuối cùng, Mỹ phải tự mình gánh vác trách nhiệm chống cộng tại miền Nam và sa chân vào cuộc chiến tranh vô nghĩa tại Đông Dương. Giờ đây, khi nói về Diệm, vẫn không ai có thể phủ nhận tài năng của ông. Dù chỉ là một quan viên nhỏ nhoi, lại có thể giành được sự chú ý của một siêu cường quốc trên thế giới. Dù chỉ là một gương mặt mới, trở về sau khi Việt Minh đánh đuổi Pháp, nhưng có thể khiến một xã hội miền Nam rối ren với nhiều đảng phái quy về một mối dưới thời Việt Nam Cộng Hòa. Kinh tế quân sự dưới thời Diệm còn trở nên mạnh mẽ và dần độc lập khỏi Mỹ. Tất cả đã dọn đường sẵn cho một đế chế thực sự tại miền Nam. Thế nhưng, lịch sử phải xảy ra nhưng nó phải xảy ra. Việt Nam phải được thống nhất và chỉ một trong hai chế độ được phép tồn tại. Những hệ tư tưởng độc tài toàn trị của quân chủ chuyên chế mà viên quan Ngô Đình Diệm kế thừa từ Bảo Đại để áp đặt lên chính quyền mới đã không thể chống lại tư tưởng dân chủ tự do của thời đại mới. Sự sụp đổ của Ngô Đình Diệm và sự vững bền trong công cuộc cách mạng của những người cộng sản là điều đã được lịch sử chứng nhận.